Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Chloe Nguyễn USA. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến thăm Toyota, nơi mình mua xe ở Mỹ trong mùa Giáng sinh nha. Bắt đầu rồi thôi, let's go. Nãy ở bên trong mình không có thể quay cho các bạn được bởi vì mình chờ cái xe mình giống như là bảo hành đó các bạn, nên mình không. Đây là chiếc xe mới này, đẹp không các bạn? Mình đang ở Toyota North Charlotte nha các bạn. Xe đẹp ghê á. Mình đi bộ, mình xin phép mình ra ngoài mình đi bộ xem những cái chiếc xe khác đó các bạn. Nãy mình cũng quay một đoạn cho các bạn xem ở bên ngoài, ở bên trong cái phòng chờ. Đây là cái phòng chờ nè, rồi là những người nào mới mua xe thì có thể vô đây để làm giấy tờ xe nè các bạn. Mình chỉ đi 10-15 phút thôi, mình quay lại để mình lấy xe. Vì cái xe của mình nó phải là kiểm tra lại á để có thể lái xe được á. Đây là những cái xe bên ngoài, họ để bên ngoài giống như cho khách đó, xong á là họ để bên ngoài này ha. Mình đi bên trong này cho các bạn xem xe ở bên mình như thế nào ha. Đây nè các bạn, đây là bên trong đây ha. Mình đây là những cái xe cũ người ta lái rồi đó các bạn. Đây hình như là không phải là cái hãng, đây là cái hãng của công ty đây đó. Đẹp không các bạn? Với xe này ha, thì xem cái giá như là thế nào để các bạn coi ha. Đây không có giá ở đây. Đây nè các bạn, đây là chiếc xe 42.000, không biết các bạn thấy không, 44.000 đô nha chiếc xe này ha. Còn như là hãng khác cũng thôi ta cũng bán ha, với giá là 16.000 đô ha chiếc xe này. Họ đã xài rồi nhưng mà họ sơ sửa lại, nó mới tanh nè. Đây là đằng sau gara của họ nè, để họ sửa xe cho bảo hành xe. Còn chiếc xe này cũng đẹp quá nè, 23.000 đô nè các bạn. Đó, xe màu đẹp ghê á. Còn những xe mắc hơn xe nằm ở dưới phía đằng sau ha. Mình đi bộ dưới này chút xíu cho các bạn coi xe ha. Chiếc xe này cũng mới nè. Tất cả những cái xe này là ở ở Nhật hết nha, được sản xuất ở Nhật các bạn. Chiếc xe này là 48.000 đô nè. Đó, sang quá ha. Bây giờ mình nên quay lại nha, bởi vì mình không được đi xa quá, bởi vì mình bảo hành xe cho mẹ mình á, nên mình không được đi xa quá, mình quay lại ha. Đây là công ty của họ nè, họ sửa bên đằng sau có cái gara để sửa nè. Đó,
Nó bên ngoài này, bên ngoài bên trong có thể quay miễn phí ha, nếu mà họ có gặp thì mình quay cho các bạn xem xe như thế nào ha. Đây là có khách này các bạn, đó họ phố các bạn. Đây là một hãng xe, tôi đã đến đây là một hãng xe Toyota ha. Hãng xe này ở Nhật, ở Việt Nam cũng có bán, cũng không biết rồi ha. Đây là cái bên ngoài nè. Mình mặc đồ ngủ mình đi thay, mình hẹn hôm chưa ấy không các bạn. Some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season. Mình xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video này, đừng like, share, comment như video này để mình có thêm động lực thì sẽ nhiều video hút nữa nhé. Chào tất cả các bạn, bye bye. Mình nhớ các bạn rất nhiều. Living life, every day, late at night, not okay, all I want.
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.